Hôm nay trong buổi chiều về tại Lãnh Trang, nơi mà Đức Ngài đang xây mầm tạo dựng cho đạo và tất cả anh em trong một đời sống tự lực cánh sinh, đạm sanh nhai cho qua thử thế và trong khi cơ đạo được dạng sự an lành, bần sĩ thanh tịnh quán tưởng xét kỹ trong một cuộc sơ sinh, hay là lúc bấy giờ đã trải qua bao sự thăng trầm trong dòng hệ mà Ngài đã thử thách, và lượng phân để gồm tất cả các vị để trở về làm dân Phật quốc, hay là còn tồn tại ngày sau để sống đến thế giới đại đồng nữa. Thì xét ra tất cả chúng sanh bá tánh cùng trong đồng đạo có một phần trong đạo hữu kém đi những cái sự việc mà nghĩa và tình. Phải xét đúng là nghĩa nặng tình sâu. Như tất cả học đạo vô tình bỏ hay cái chữ ấy, hay nẻo đường ấy rất là xa vời. Vì đối với người phải có nhân và có nghĩa, đối với gia đình phải có tình, chồng vợ, cha con, cha mẹ, ông bà, và đối với thầy tổ của mình tình quá là sâu sắc. Có người chữ nghĩa nhân đứng đầu của tất cả, và sự tu hành đường lối thoát tu của tất cả chư quý vị đã đạt hết rồi đó. Ví dụ xin lỗi ở đây, nhưng còn nghĩa và tình chưa có thông hiểu được. Hôm nay bần sĩ trong một buổi chiều rạng ánh trời vừa lấp phải sương tuyết vừa băng, hàng gió thoáng qua cây lá xum xê, từ một tuôn đổ một ít lá tàn khô cành lải rải đó, bần sĩ ngồi nhìn thấy cũng như là người của mình từ khi sơ sinh ra đời trẻ tuổi cho đến phút già, thì nó cũng như cái cây mà rụng rơi từ tàn lá già khô một, cành cũng khô tàn theo những bóng thân cây. Vì lẽ đó cho nên sự buồn không thể tọa được trong một ngày. Xét chúng sanh bá tánh không tình không nghĩa, thì dù cho tu hay là làm một cách nào đi nữa cũng phải bớt điểm hay môn đó. Vì vậy cho nên hôm nay bần sĩ muốn nhắc nhở và để tặng cho ai là người nghĩa nặng tình sâu, có nghĩa đối với đồng bào, nhân dân quần chúng, đối với bá tánh, đối với đồng đạo anh em, phải nghĩa có. Vì lẽ đó cho nên ai là người được nhận một lời thơ của bần sĩ tựa đầu là nghĩa nặng tình sâu, thì bần xin giải đáp tiếp. Bần sĩ xin giải đáp tiếp phần đó. Người si mê trong một cuộc thế lực 47 xa qua, tranh chấp tranh giành sự ăn uống, ôm chầm sự độc giả của mình mà mất nghĩa, không phải là quân tử. Người quân tử trọn nghĩa vẹn tình, có nghĩa là cái chữ nghĩa phải đứng đầu trong môn, trong tất cả trong pháp tu nhân đạo. Cho nên bần sĩ muốn nhắc qua để cho tất cả quý vị đừng có quên đi cái nghĩa, cái tình. Trước có nghĩa, sau chúng ta mới kết lại một sự thâm tình, thâm giao, đạo trọng, nghĩa ân, nhân ái, chứ không phải tầm thường đâu. Cho nên vì lẽ đó cho nên thận trọng từng lời nói hôm nay, để kính gửi cho những bậc hào hiệp
anh dũng kiên cường hiên ngang, trung trực hiền lành, thảo ngay hiếu đạo, được nhận lãnh hai bài thơ và một của Bần Sĩ để biết thêm và để hãnh diện và hân hạnh và tự hào mình đã chọn nghĩa dạng tình, cùng là nghĩa nặng tình sâu. Bên lá thơ đầu tiên một là nghĩa nặng tình sâu, bên hai là chọn nghĩa dạng tình. Vì lẽ đó cho nên kết cuộc trong ngày nay Bần Sĩ còn tặng cho quý vị bao nhiêu đó rồi thôi. Vì phút ngắn này không còn gì nữa hết, mà không cho biết thêm thì người ta đâu có biết cái nhỏ quá, cái sự đó thấy bình thường, đâu có gì mà phải học theo. Như không có bài tập 1 của Dở Lòng đó thì chúng ta đâu có bước lên cửa thánh mà về nhà tiên được. Thì cái sự trong mộng của mình nó cũng hoài công thôi. Cho nên bây giờ phải diễn ra cho biết hết tất cả rồi Bần Sĩ sẽ từ giả quý vị. Không đáp ứng hay là một cách nào thì do ý trời và định diệt của thiên liêng, của Phật Pháp. Một cái nhân nghĩa nhỏ mà mình bỏ thì mình cũng không làm gì được đâu. Cũng như một cái tội nhỏ mà mình làm, một phước nhỏ mình bỏ vậy đó. Một cái nhân nghĩa nhỏ mình ráng cố gắng ở với người có tình, có nghĩa, có nhân, có ái. Như vậy mới đúng, mới bước chân vào thiềm của Thánh Đức vào hồi năm qua. Chứ tưởng đâu dễ hay sao? Cho nên thầm kính trong cuộc nói chuyện hôm nay của tất cả các quý vị đạo hữu đồng đạo, xem Bần Sĩ như một người ăn mày nơi xó chợ đầu đường, nhưng biết nghĩa, biết nhân, biết tình, huynh đệ, biết tổ, biết thầy, biết xây, biết sửa. Bần muốn nhắc ở đây để rồi tựa Bồ Đề. Chữ nghĩa nhân chớ dội bỏ bê, tình đồng đạo không hề phản phúc, tình thầy tổ cũng như Bồ Đề tá tá túc. Hết lý chương ngày dạy dỗ học chăm, nghĩa anh em sớm tối thì thầm, tình Phật Pháp thâm thâm diệu diệu. Nếu ai không có học nhân nghĩa thì khổ đau ráng chịu, còn tình tổ thầy phải nóng níu bùi nguy cơ. Ai dạy ta lúc khổ khắc dạy khờ, ai nhắc nhở ta đang mơ mộng ảo, ai hy sinh để rồi giải đạo, ai cho mình hoài bão bên trong, ai thức đêm để xuống bút lưu dòng, ai căng dặn để lọc trong tư tưởng, ai đóng kịch để làm huynh trưởng, ai chăn nuôi dung dưỡng bóng từ, ai mến yêu nhân ái mỗi người, là thầy tổ nghe quý ngươi đừng nên bỏ. Tình, tình thương đó khai trương mở ngõ, rất là sâu đậm quá bơ trần. Đây là lời ta lại phân vân, còn nghĩa quá nặng phải chuyên cần đừng thôi. Ở câu nghĩa láng giềng anh em trong xóm tôi, có nghĩa như đạo đồng là mở lối tầm phân. Trao nghĩa nhân theo thi phú thơ văn, ở có nghĩa không ai sánh bằng mình được. Nghĩa tình ấy đi đôi cả lượt, trò về trường mới được dự thi,
hội Long Hoa kiểm diệt, cấp kỳ đăng lộc lược. Trò thì đâu có biết, không tình nghĩa là ta tâm quá kiệt. Khô cả bầu võ trụ bên trong, không nghĩa tình chẳng thoát được. Cảnh long đông trọn tình nghĩa được qua dòng bến hồ. Tình quá nặng đối trò với thầy tổ, cậu kinh kia bối bổ dài ngầm. Trò ơi di diệu thâm thâm, cũng là đồng đạo nhiệt tâm giữ thầy. Nhìn kỹ đi, tình này sâu đậm, nghĩa kim bằng mình trong cầm nơi đâu. Tình đi ta dần qua cầu, lời lành bằng để lại đừng sầu ráng lo. Có nghĩa có nhân thì ông lão mơ rước qua đò, bằng không bỏ lại rồi chuyện trò chớ dơ. Ngồi buồn thầm bút thơ xin kính tặng, biết nói gì giờ ra nghĩa nặng tình sâu. Nước mắt ta đang chảy dài dầu, người mất nghĩa khó qua cầu bên khô. Trọn nghĩa ân cùng với thầy với tổ, thầy đang than buồn đi giác ngộ cho ai. Kỳ dân đúng bậc nhân tài, thầy ra bài bổn rồi trò hai yên lòng. Thay đức cậu để lưu dòng bút gửi, tình thầy trò sâu với biển kia. Thầy đi rồi trò lại quay về thái thầy, quân đạo bên kia xung dày. Kỳ dân cư sĩ tá bút được thay thầy, đủ tình đủ nghĩa giờ này thành thơi. Còn tu đắc đạo trò ơi, ráng đi chút nữa giữ lời ta phân. Bài này thầy tặng kỳ dẫn, cùng lão phước duyên cần dội trao. Chút nữa đây rồi lão đau sắp tới, trò ở xa cách thế giới kia kìa. Bão mây mưa thầy đợi trò về, nơi đất Phật không cách chia ranh giới. Rớt nước mắt biết đời đổi mới, cuộc nặng nghĩa tình thầy khắp khởi nay mới. Thầy trò lướt dầm trong gai, qua nhiều gian biển ngày mãi gặp gình. Nặng tình lắm chốn biển minh rời ra, biết tình sâu trò đã đáp y. Thì thôi ta nói những gì cho bài, trò hạnh diện tu đi ráng cần. Nghĩa nặng đó phải tròn phần chu đáo, chốn tông gia ngay thảo hai bên. Nghĩa vợ chồng hoằng năng có tên, tình sâu đậm đừng quên một phút. Thầy bảo trò ráng tu nhìn nhúc, để sau này kết thúc tông môn. Trò ơi chẳng có trường tồn, thế gian bao cảnh dập dồn tới nơi.
Nhớ nghĩa nặng lắm, trò thời làm được tình rất sâu, cũng vượt cũng qua. Hy sinh giữ ánh phổ đa, lời này ta tặng vậy mà trò ngoan. Răng thông suốt để tính toán tiến bước, có bổn bài ráng vượt học chăm. Học thì cho khéo kẻo lầm, ngày nay thì dạy cho tâm được thôi. Người mất nghĩa cho nên phải hưởng tanh hôi cặn bã. Người ăn ở không cố tình cho nên quả quá cao dài. Phải nghe ta thì được chuyển lai, thấy như vậy đức ngài rơi lệ. Thầy đâu có cao xa, chính ở bề dạy trò nghèo, chẳng ở này gian cơ. Kỳ dân hữu phước ta chờ, thuyền thầy còn đợi bên bờ sông Giang. Ta khổ lắm, nước mắt tràn còn sôi, hai trò hơi sớm tối công phu. Dạ chân chân dạ cần cù, dù đời mãi mỉa mình tu đắc thành. Nơi đức Phật thầy dũng dành cho đó, dù cách xa cũng gắn bó keo sơn. Thuộc dòng giống Phật không sờn, dù cho rã núi bành sơn cũng còn. Nếu thương thầy tổ, một phút nữa làm tròn phận sự, hội long hoa mình được giữ được coi. Thấy trò thương mến giống nồi, trọn tình trọn nghĩa rồi bút xăm soi thầy kề. Ráng chút nữa, vì đời đang tế tới, thầy đang ngồi trò lấy bơi qua. Kỳ dẫn giữ lại phước hà, hiệp về đại đạo vậy mà dựng xây. Trò nên nhớ, trong phút giây thầy khổ, đem lý chân phổ độ khắp miền. Dạy đạo trời như thế cuồng điên, người không hiểu vị kiến còn phớ phách. Ta xuống thế cắt ranh ngăn cách, tại người mê không biết không lường. Chỉ hiểu rồi thì như đạo sĩ mến thương, như hổ phước biết giảng đường thầy mở lối. Người quân tử không có khi nào bất thối, không lưỡng nan về cứ sớm tối anh y. Cuộc đời không có gì gì, trò nên đừng ngần ngại thì kỳ thi trò về. Điểm cao đó chính thầy kề cho phước, triệt gieo ân thầy đứng trước chớ gì. Đến hội trường thầy kiểm bài thi, trò không biết vậy thì ai chấm điểm. Vợ thanh tịnh thân tâm kính liêm, gửi thăm trò im từng câu. Tại người mê chẳng biết đâu, đừng buồn đừng giận đôi câu lòng phàm. Nếu thương thầy, trò nên làm, đến lúc còn có đây giây phút nữa thôi. Tịnh tu ráng ơi mà ngồi, ngồi tìm bảo vật ôi thôi nơi lòng. Nơi bến khổ cậu trong cậu đời, kỳ dẫn ơi đừng sợ việc gì. Rạng ánh rồi mình đúng bậc tu mi, danh còn để tên thì bay khắp cả. Mất sắc thể ta không ngại gì quý giá, đừng để mất tên tuổi của Phật trời thì đã làm sao.
Ngày nay trò khổ bốn đau, vượt sông hằn đó làm sao cho tròn. Nay quả vị thầy thấy con cũng có, còn ngồi tu sáng tỏ đắc thân. Lời này thầy dặn kỳ dân ráng nghe, phút nữa chuyện cần dội trao. Họ bỏ cuộc trò tu mau sáu hưởng, họ bỏ thầy trò dũng dưỡng sau nhờ. Tình sâu kia nghĩa nặng nên thơ, thầy dạy đạo đúng giờ thế kỳ. Nghĩa phải nhớ ta đi quan hệ, đừng có buồn rồi trí tuệ mờ lu. Tình thương cao cả thiên thu, nghĩa kia quá nặng mình tu phải làm. Hôm nay lần này trong buổi trưa về chốn lạnh trang, dẫn lần trong buổi tiết chiều, thầy ngồi trích lục la một lời này để tặng cho Kỳ Vân cư sĩ cùng Hà Hộ Phước. Hai anh em, thầy đã mãn nguyện rồi. Khi trò được cầm lái và mũi, thầy ngồi chính giữa, để rồi trong trong cứu vớt tất cả mọi người thêm một phần nữa trong một ngày này. Kết thúc trong chương trình kỳ chót, thầy biết gửi gì cho trò trong một dịp này đây. Vì lẽ đó cho nên gọi lại những dần thơ cuộc đời chân giả hành du phương lộ này, chỉ có thi thơ giáo lý là một tài sản lớn của thầy ở tại trần gian này. Trò học đạo siêu tầm giả lý chân, dòng tộc của ta phái Bồ Sơn, khích liền như cắt không tơi tả. Khổ đau cách mấy dạ chí sờn, không sờn. Vì sự đó cho nên hôm nay thầy mới qua lời thơ này để tặng cho trò lưu niệm trong một giây phút được hãnh diện mình là người tạo ra được một gì cho chúng sanh má tắm mà để lại hậu thế thôi. Chứ trên đời này đâu có gì đâu. Suốt bao nhiêu năm dài tháng lùng, cậu cũng tơi tạ đối phó với tất cả kẻ thù mà là người ân nhân đó. Thì kể từ hôm nay, Kỳ Vân và Hữu Phước cũng vậy, nhìn trước mắt ta người thù là người ân nhân, là thầy của mình đó, làm cho mình phải bực bội, tức tối, căm thù, giận ghét mà mình không có. Đó là một sự rất là diệu kế, làm cho mình phải tỉnh để tu hành, để đắc đạo. Chứ không có gì mà phải ngần ngại. Đừng nghĩ rằng trong cuộc đời này thầy quá khổ làm sao. Thì khổ đó là sung sướng đó. Trò yên tâm an lạc, bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Thầy mãn nguyện, đức cầu đã bày khai, trò đã hiểu lý, biết được thầy và biết được tất cả các vị đã lâm phàm tế độ chúng sanh trong một cơ này. Trong cơ này đã hết rồi, Kỳ Vân cư sĩ và Hà Hộ Phước không còn phổ độ nữa, mà cơ này thầy phải độ tận chúng sanh. Ta phải độ chúng sanh tận, trong cái cuộc tận thế tận diệt này, phải tìm cách nào cứu họ, an ủi họ, ban phước lành cho họ một ân huệ cuối cùng này cũng là sự việc tốt nữa. Chứ không phải là mình phải mở rộng tất cả đâu. Vì lẽ đó, dù Kỳ Vân có đau khổ thì quá cực, sao xuống trong một kiếp này, trong một thế kỷ này để đóng một vai trò như vậy là tốt lắm đó. Cái cực khổ này là cực khổ sắc thân phàm thôi, hồn được chu du nơi cửa Phật. Tư tưởng đâu có đau khổ đâu, rất vui vẻ. Có dịp may mới được làm ra một việc nghĩa nhân, may mắn lắm. Có duyên với Phật, Phật mới ban cho mình làm được việc phước lành cao cả đó. Chứ không dễ gì mình có được mà mình làm được đâu. Được cái phước lớn mà bỏ cái tội nhỏ quá là làm chi vậy. Vì lẽ đó cho nên được hãnh diện hai vị không chấp, không ngại nghi một điều kiện nào hết để đi về Phật mới được. Còn ngài còn chấp, phải còn dướng bận, còn phải lãnh lấy sự nặng nề. Không chấp, không ngại ngùng gì hết, được an nhiên tự tại, tâm mình được dạng sự bình an, vui vẻ mát mẻ để trực tiếp mùa xuân của Đức Di Lặc Vương Phật sắp
đến tới đây, mà tất cả mọi người cũng có làm mà không được hưởng, thấy đáng thương quá, vì họ không có trọn nghĩa, không có vẹn tình. Có nghĩa là họ không có hiểu được cái nghĩa quá nặng mà cái tình quá sâu. Với là lòng đất biển hải mà tầm mức sâu nó còn kém hơn là tình, cái tình. Còn núi đá, tảng rừng, cây gỗ hoặc là những gì nặng cũng không bằng cái nghĩa. Thầy muốn trích một đây cho trò nắm rõ là nghĩa nặng tình sâu. Tình thầy trò, đó là vì đồng đạo và tất cả. Tình cha đối với con, mẹ đối với con, vợ đối với chồng, cũng tình cũng nghĩa đi đôi. Chứ không phải Đức cậu nói đây mà dành riêng rằng trò đối với thầy cố nghĩa quá nhiều, để rồi vận dụng mọi việc hành trình của phàm tục này, không phải. Mà bần sĩ đó là Đức Ngài, Đức Cầu mà kỳ dân đã thường gọi và chính mình trò thông hiểu được thầy mà thôi. Thầy dành riêng cho trò gọi bằng thầy, đó là hãnh diện trò đã hiểu lý, hiểu cơ. Còn tất cả các bậc vị thì thôi được, đâu có làm thầy người ta được. Chỉ làm thầy hai vị này thôi, vì xứng đáng trò hiểu được và học được và làm được và thấy được mới trọn vẹn là nhận nhìn hai tiếng. Còn bằng không thì không có gì đâu kỳ dân cư sĩ và hậu phước. Chúng trò rất thanh tịnh để nhàn vô cùng thầy trở lại. Sống nơi đây rất nguy hại hiểm nghèo, thuyền của thầy sắp đã vỡ neo, trò cố gắng rồi theo cho được. Lời này đây tặng kỳ dân cùng hà hữu phước. Chúng trò ơi nước ngược ráng bơi, đảm khắc ghi lời lẽ thầy thời. Trò trọn nghĩa tình thầy rồi đó, khổ thế mấy ta đâu có bỏ. Hiểu ly chân sáng tỏ như như, nói ra đây buồn chúng hoài ư. Nói chung hết nhưng phân tách người đại hiếu, đơn của ta vì giờ đúng điều. Như tự kỳ rồi hiệp ba nha, kỳ dân ngũ phước phương xa, như thầy gần đó trò là biết không. Điểm thanh tịnh rồng rồng mắt cháy, nhớ thương thân biết phải làm sao. Có thân nuôi chi ngút nào, có thân trò mới tạo đào thiên sinh. Thương thân phận trò minh minh xa dân, nơi này đấy thầy cố gắng thi bài, để một lần cứu hết trần ai. Thầy giải quyết trong gai độ chung, chịu cực khổ tên ma không phụng. Học trò ơi ta ứng dụng những gì, đem lời lành giáo hóa để từ bi. Dạy dỗ chung còn khinh khi chưa bơi, đẩy đến cuộc khắp miền thế giới sắp gian rờn. Ôi hỡi đau thương, trò ơi cố gắng lên đường, lời ta kính tặng trăm phương nghìn trùng. Tặng trò đó, trò đại hùng đại lực, buổi gian cơ chịu cực với thầy, bỏ hồng trần để vượt khỏi làng mây, bỏ thế cực để sum vầy vui cảnh Phật, bỏ đủ mùi say mê vật chất, hưởng qua trời bái phất thanh lương. Vì vậy thầy quá mến thương, trò ơi ráng học năng dương, sau này biết sự khổ chứ. Nhưng trò ráng sung dày tá túc,
chúng ta bà này đã kết thúc quý cơ. Giảng phân lý đạo đúng giờ, nghĩa tình phải có rồi nên thở sau này. Đối với chúng sanh cũng không có nghĩa lý thì làm sao gia đình chúng được sớm về. Thấy ông quá khổ kỳ này tả tới, vì người ăn ở là lời bất nhân bất nghĩa Phật trời nào đi. Ở không có tình có nghĩa chẳng có ra gì, kỳ dẫn cứ sĩ tu mi râu mày. Thuyền sanh trò xuống trần ai gặp thầy, tái lại hiệp ngay khốn cùng. Chúng sanh nghe thức tỉnh quá lạnh lùng, sau này nó phải phục tùng Phật thôi. Giờ không có, đừng cuốn lôi chí nữa, không có duyên không tắm rửa được đâu. Dạy trò thầy lại thêm mi sầu, dạy hoài trò không học thì trò canh thâu khốn nàng. Cậu biết chứ, chỉ ít trò đắc đạo đi giữ thính Trường An, uổng thay nhiều kiếp hình tàn nhiều đời. Lời kinh kệ không phải nói chơi, bới giận sắp gian nguy rồi tởn muộn rồi. Ta xuống đây mấy kiếp kỳ vẫn ơi, đã tái lại để phúc ngồi nguyên đồ. Hôm nay đây tới màn tới số, hết cứu được trần thầy bốc lộ thiên cơ. Ngày nay đúng việc đúng giờ, mà người còn mãi trơ trơ kia kìa. Thương sinh chúng sợ họ lìa ngục thẳm, thương nhân sanh thông cảm quá nhiều. Bụi băng mới rồi lại tiếc chiều, thầy ngồi mãi để kêu để riêu. Không thức tỉnh còn tròn còn méo, không tu hành không khéo làm sao. Thương dân mến nước đồng bào, bây giờ ta chịu lao đao khốn nàng. Chút xíu nữa đi rồi thầy xa xóm xa làng, non tiên tỷ trở lại tình làng yên nhiên. Chừng đó đã mãn hẳn trần miền, thầy về Bạch Ngọc đại tiếng gió rồi. Trò nên nhớ cảnh tanh nuôi căng ba, cũng gần xong quả trả căn đền. Lời của ta trò chớ đàm quên, nghĩa như vậy tình kia ta ta. Đợi sắp đây nay mai một mặt, ráng tu hành đảm gác ngày qua. Còn kia nghiệp lực vậy mà, ráng chờ ráng đợi lời ta sau cùng. Chúng không thương, dù chúng có đói quá lạnh lùng, kỳ dân cũng dễ ngày cùng thứ tha. Mình dùng giọt nước mà thầy đang tử tắc để rồi cố xa trò về. Nếu thương thầy phải chán chê cho gấp, trọn nghĩa tình ta sắp bổn bày. Đến phút rồi chắc phải kề vai, ta dặn dỗi lời này rất tuyệt. Điểm thanh tịnh nay giờ này ngồi viết, ráng đi trò rồi biết chuyện ra sao. Sự đời như giấc chim bao, chúng lo chi vậy rồi thao thức lòng. Trong buổi ban chiều ở tại rừng tòng hay chốn lạnh trang của thầy đang thanh tịnh, xin kính gửi kỳ vân cùng là hậu hữu phước một đoạn cuối cùng này dành riêng cho hai trò, để nhớ thầy và biết thương hiểu rộng nữa thêm tốt, để rồi sau gần gũi ngay bây giờ cách ngăn trùng dương dạng hải lắm. Đó là sắc thân kim thân thôi, còn chân linh thầy lúc nào cũng hiểu trò và đang ngự trị ở tâm của trò, biết được sự việc sẽ ra sao. Vì thứ đó cho nên hôm nay
Bắt đầu trong chương trình mới này thì Kỳ Vân và Hà Hội Phước Sáng cố gắng thanh tịnh tìm về lối thoát của mình. Mà không tu mà tu, không hành mà phải hành, không hành cho tất cả mọi người biết mà ta hành trì trong bản thân tâm của mình. Phải tu khổ hạnh, có nghĩa là khổ hạnh tánh chân giả của mình ngày xưa khác, bây giờ mình phải sửa đổi lại, có tánh hạnh tu hiền, đổi mất cái tánh cách hồi xưa đi. Ngay bây giờ lập hạnh tu, chứ không phải là khổ mà phải hành tàn cái sắc thể này tơi tả. Vì trong thời thế này cũng phải văn minh tiến bộ, cảnh thần tiên Phật Thánh, chứ không phải còn với cái thế giới cũ kỹ như hồi xưa nữa. Chúng ta uống nước, ngồi nằm đi đứng, tiếp xúc với mọi người, giao việc hàng hóa mua bán, trên việc tất cả làm ăn sinh sống vân vân đều là tu được hết. Bắt buộc chúng ta phải có tình có nghĩa đối với nhau, mua bán bằng ăn tiếp xúc tất cả, làm một việc gì cũng phải có tình có nghĩa mới dẫn đầu đi đến nên thơ. Để rồi vào cảnh thế giới đại đồng, người đó là người vân Phật quốc tu mới được. Còn bằng ngược lại không tình không nghĩa thì bất nhân bất nghĩa làm sao tu? Đó, thì bây giờ thì để chỉ rõ cho, có lẽ là trời cũng hiểu rồi. Nhưng bây giờ hiểu rồi càng phải hiểu thêm nữa. Có một lời lẽ bổ ích vào những công sự của mình để lo tu, để lập lại cuộc đời mới, để ta đến tân dân minh đức, để làm một gương lành sáng soi khắp thế hệ này. Thay thầy là một gương sáng, mình đem ánh sáng cho mọi người. Kỳ dân hữu phước, chẳng là lúc cho tất cả mọi người tu, không phải giúp một người tu mà giúp cho tất cả mọi người từ cái tối tâm họ trở thành một cái sự sáng suốt, từ cái khổ họ được sự an vui, từ khi mà mỗi gia đình chia rẽ giúp đỡ họ có được cái hạnh phúc sau này, đó là của mình đó, đó là nghĩa quá nặng. Còn tình thầy trò quá sâu đậm, từ một trật tự an ninh bản thân tu tập của mình, lịch sự đối phó và chào hỏi thực tế, và mỗi việc hành trì cũng nhờ quy lực của thầy và xin phép, đó là một cái sự rất là nặng, rất là sâu sắc vô cùng. Biết được, ta biết được rồi thì tự ta tôn trọng, đừng bắt buộc mọi người tôn trọng. Mình biết xài vật đồ đó mình mới quý, mình ăn khẩu vị mình món đó thích ưa, mình ăn được ngon mình khen. Còn họ nhai vô không biết gì hết thì bắt buộc người ta khen làm gì, hay người ta để tặng phong làm gì? Đó là trò hiểu, thầy nhận được lời trò. Thì đây là bổn bài này tặng. Trò có quyền và nhận được, còn mọi người làm sao biết được? Nếu họ có len lén mà nghe được, người bất nghĩa phải trở về có nghĩa, vì cái nghĩa nó nặng lắm, còn cái tình nó sâu lắm mà. Lòng người thấy không? Tuy vậy chứ sâu xa vô cùng, biển sâu có thế. Còn cái tình nghĩa của con người mà không biết gì hết thì làm sao đi sâu vào đường Phật Pháp và chân lý được. Cho nên mất mát nhiều quá, thì buồn quá mà không biết nói gì hơn. Trúc tâm sự trong một ngôn cuối này để tặng cho trò. Trò hiểu 10 phần rồi, thầy phụ họa thêm 1-2 phần nữa cho trò đáp ứng cho đầy đủ. Một tiếng nói bất nghĩa vô nghị không thắng được đâu. Kỳ dân cư sĩ, thầy nghĩ rằng chiến thắng mọi người rất là dễ, thắng lòng ta khó quá. Cũng nên nhớ, Hà Hữu Phước cũng vậy, phải thắng mình thì thắng tất cả thôi. Đừng kiêu hãnh qua những mẫu chuyện của mọi người mà họ đang cống cao ngạo mạn kiêu hãnh đó. Cùng mình không tranh giải điều gì hết, mà chúng ta phải tranh đấu, đấu tranh để thắng được lòng mình, để chiếm căn cứ của Phật Pháp, để tri lùng hằng ngày sự sai trái của mình, để ngồi tu vui vẻ, mát mẻ, ung dung tự tại lắm, đâu có gì đâu. Tất cả những lời lẽ mà thầy đã ban trao cho trò hôm nay cũng như trong đêm giao thừa đó, để tặng cho, lấy hai chữ giao thừa làm chuẩn và làm mẫu và làm bảo chứng để rồi thầy giảng thôi, chứ không phải vậy. Trong đêm giao thừa, ai giao cho mình cái gì? Phật. Thầy giao cho trò, giao cho kỳ dân cư sĩ, giao cho Hữu Phước nhận được đó. Thừa nhận, ai là người thừa nhận? Nhận không quăng dục, nhận tôn trọng, nhận làm được, nhận hy sinh, nhận cương quyết thành tựu thì nhận được. Còn có nhiều vị nhận không được, cho nên hôm nay tạc trong đó có mấy lời thơ trong đêm giao thừa, trong đó nó chưa được nghe là sâu sắc bằng trong bài này gửi kỳ dân cư sĩ cùng Hà Hữu Phước trong một đêm giao thừa rạng ngày sau, để
biên tập luôn bài thơ nghĩa nặng tình sâu cho trò đó, ráng cố gắng. Vì chúng sanh quên nghĩa quên tình thì làm sao làm việc gì, không làm việc gì được hết. Dù cho đi cúng 50 cảnh chùa, đem hết tài sản này mà cho tất cả, hay là ngồi thiền suốt đêm ngày dưới 24 trên 24 nè, cũng không được đâu. Vì mình không có tình mà không có nghĩa, cái tình không có nhớ mà cái nghĩa cũng không có làm, thì làm sao? Người quân tử không vì tất cả mọi vật đồ trên thế gian này cùng là hư ảo để đem gieo rải rắc, có nghĩa có nhân, có tình mới là đúng. Ngày hôm nay mình làm được rồi, hãnh diện ta đã làm được, phải làm được nữa, phải cao cả nữa. Vì nặng, nặng cân thì biết bao nhiêu kilo, không? Bao nhiêu tấn, còn không cân không biết cái nặng đó nó dường nào. Nè. Còn cái tình không biết sâu cỡ nào, giếng cũng còn 12 mét mà biển cũng là bao nhiêu trăm mét, còn này không biết sâu bao nhiêu hết. Thì không thể nói được, không thể phân được, phân tích được, mà chỉ trích ra là nghĩa nặng tình sâu. Cho quý vị biết rằng mình phải mãi mãi nó sâu đậm vô cùng, dí dí dịu dịu, chứ không phải nói ra cái tầm mức đó mà thôi. Đừng nghĩ rằng tầm mức đó nó đúng bao nhiêu trăm mét rồi thôi, nó sâu đó còn nữa. Kỳ dân cư sĩ ơi, và hảo phước ơi, và tất cả đồng đạo ở đây trong đêm nay vừa này, hay là buổi tiết chiều có mặt để trích thơ đây đó, còn nữa. Cho nên ráng cố gắng, vượt mãi, vượt hoài, không thể ngừng được. Vì học tập chúng ta phải có một cái sự phát triển, phát minh, phát huy tinh thần của nền đạo giáo mới được hãnh diện ngày sau mây rồng long qua. Chứ bụi dễ hưởng long qua mà dễ có con người tầm bậy mà đứng ở mây rồng, ở đại đồng sao? Đại đồng là người đại tình thương, đại nghĩa, đại như là ân, đại trung, đại hiền lành, chứ đâu phải khi không nói là tôi đứng ở đại đồng. Mong quyển quạt qua mơ hồ như cây kim chìm đáy biển vậy đó, không? Ngày hôm nay là bần sĩ xin nhắc rõ ràng, mình phải nhớ, mình phải có cái nghĩa với nhau ở đời. Từ đời sang đạo chẳng bao xa, thầy chỉ kỳ dân trước mặt mà, nhìn đi cho kỹ không xa cách. Tại người bôi bác chẳng gần ta, bôi bác đi được sao gần được. Vì lẽ đó cho nên hôm nay ráng cố gắng thường tục thêm chút nữa, cũng như lời này an ủi tất cả hai vị đều là các y kỳ phận để lo tu. Ta trong cảnh mà không lị cảnh, ta ở trần gian không nhiễm trượt trần, ở cư trần bất nhiễm, mùi xa hoa không đắm, lị phiền cũng không. Nơi chỗ thế cực trần này thử thách hai vị, và tất cả bỏ hết tất cả để trở về với bản tính chân không của mình. Cho nên vì sự đó hôm nay kết thúc ngày này, thầy mới giao lại cho tất cả cho các vị đó, thì các vị mới đúng là người thừa nhận thừa kế thầy để lo phục ích cho nước nhà xã hội thần tiên sau đây chúng sanh bá tánh, thì mới giao được kho tàng bảo vật chứ. Còn giao mà đem quăng dục rồi thì làm sao bây giờ? Cho nên lây lan tới cái quyển này, qua lời này qua đến đêm giao thừa đó, ai thừa? Thừa nhận đồ dục rồi đâu có giao được đâu. Phật đã cho có sẵn hết, hay là có thể lãnh rồi mà quăng dục mất, rồi đi xin đi tìm đi kiếm năm non bảy núi, hay là dạng ải trùng sơn chùa chiền đi táo bạo kiếm tầm riết mà không thấy Phật, không thấy đâu là cái phước hết trơn, thì làm sao bây giờ? Cho nên bây giờ đức cậu mới bày khai trong đâu giây phút để cho trò biết thêm, ráng cố gắng, nơi nhục thể này không còn quý giá gì nữa đâu, ta mượn nó mà, cổ xe nó sóc đã mòn rồi, bánh xe muốn tan rã rồi, còn một giây phút nữa ta sẽ lăn về Phật đi, bỏ tất cả hết đi. Nói đây có chưa quý vị được tham mưu trong một cuộc này, ráng cố gắng. Ngay bây giờ thầy tổ mình là một vị ăn mày, khắp đầu đường xó chợ không hãnh diện gì đâu, chỉ hãnh diện rằng ta sẽ được có duyên nhiều đời kiếp được nghe cuộc giảng đường, hoặc là được nghe thêm một lời pháp cuối cùng của các ngài mà trong nguyên thế kỷ này là bế pháp, mà mình còn được nghe pháp là quý. Không, trời đất đã thâu lại hết, không cho mình ăn uống những món quà gì hết, mà mình được ngày lén lút đút nhét cho mình ăn được một ít nào no qua cái cơ trời tới, thì mình đã quý rồi.
Nhưng tất cả mọi người không hiểu, thôi được rồi, chỉ còn bao nhiêu con đạo. Anh em trong dòng tộc, trong phái Bụ Sơn Kỳ Hương Sáng, làm nhân làm nghĩa, tạo cho họ có tình thương, họ biết được nghĩa nặng tình sâu. Điều đó là thì mừng rồi, còn bằng ngược lại không thôi. Chứ không phải nói rằng đa dạng hãy người, lo không hết. Độ không được đâu, cũng phải tùy duyên quá độ, tùy cơ ứng biến. Trong một tập tụ này, thì muốn nhắc nhở thêm hai vị cùng là trọn lành với các đấng ráng, cũng bắt đầu đi đến, chứ chưa được trọn vẹn lắm. Cố gắng hy sinh, cố gắng tu đi, trọn vẹn rồi thì thầy trò trở về đó. Ngay bây giờ còn đang tu học, vừa lập công bồi đức, vừa tu độ chúng sanh bá tánh, cực lắm đó, không phải là tầm thường đâu. Ngồi tu không thì dễ lắm mà tu không được. Để giải quyết biết bao nhiêu tình trạng đau khổ của chúng sanh bá tánh, sự đó không lường được, vào một lý lẽ thông thường. Cho nên hôm nay bần sĩ là ai, đức cậu là ai, đức ngài là ai, nếu tất cả quý trò hiểu biết được rồi thì chấp nhận lãnh lấy một sự việc mà mình đang bắt đầu tiến trường năng học. Sự đau khổ dồn dập của một vị và các trò đang tu hành, nếu không có cực khổ, không có sự đau thương, không có cuộc thử thách thì bước đăng trình không có giá trị, và người tu cũng không có giá trị gì hết. Ta đã biết tất cả chúng sanh đang làm gì và linh hồn tư tưởng họ đã về đâu, và hiện giờ này đang cộng nghiệp di quan, đang làm một chuyện mà xoáy lực trời đất và phá vỡ bộ máy thiêng liêng đó. Nhưng trong một cơ này làm sao thầy dám nói ra và dám bày khai và dám tiết lộ ra? Chỉ còn một ít nào và tất cả quý trò nhiều đời nhiều kiếp được hiểu thông suốt trong một đạo lý, trong một bí cơ này mà thôi. Thì trong giờ này thầy tâm sự cùng với trò, ráng cố gắng. Được tròn vẹn rồi thì biết mấy, đó là đền ân và đáp nghĩa với tổ thầy của mình. Chứ không phải đời dân cúng tất cả những món quà gì mà ở thế gian này đâu. Chúng sanh đã làm xa quá, làm cho các đấng tiền hiền cùng là các ngài đã lâm phạm tế độ rất buồn. Ngài cũng buồn vậy, mà không phải buồn cá nhân phàm tục, buồn chung vi cho tất cả bá tánh dạng dân anh chị em trong buổi này sao cô độc quá. Hôm nay thầy muốn phân tích cho tất cả chúng con quý trò được nhờ trong một ngày này. Vì người tu, người đã nguyện thệ, người đã nguyện về Phật rồi thì tất cả đâu còn được. Mà lại sự an ủi bằng gì để trên đường không bị chênh lệch và chậm tuyến, được sự an ủi của đấng minh sư, của các ngài, của thầy tổ. Sự an ủi đó là để nung đúc tinh thần của mỗi trò, chứ không phải dây vuốt để bào hao bằng lời lẽ phàm trược này, mà phải mổ xẻ cân nhắc để nặng lời quát tháo, để thúc hối trò, để liên học mau thành người đến thượng quân, cho rạng rỡ, cho vẹn là một đứa học trò ngoan đạo, học hành tinh tấn, giỏi vắn, siêng năng, nhạy bén, để rồi sao thay thầy để giúp đỡ tất cả mọi người. Học phải làm thầy, phải thay thầy, phải gánh vác cho tất cả. Chứ ta đâu có còn ở lại đây mãi mãi nữa, mà để nhắc nhở hoài hay sao? Vì lẽ đó cho nên hôm nay thầy muốn phân biệt cho tất cả quý trò và cùng đồng đạo ở đây biết được nghĩa và tình, để rồi làm một việc chứ đúng với chân lý từ 1 cho đến 10. Chứ không phải rồi đương nhiên rồi mình muốn tu là tu đâu. Phải có trong sự trật tự
quy định, điều lực đâu đó phải trang hoàng. Cho nên hôm nay muốn nói chuyện với tất cả quý trò và biết rằng tâm linh thầy đã nguyện độ, nhưng mà sắc thể này làm sao được tạo điều kiện tả bút đề thơ, nhắn gợi thăm, an ủi, nung đúc tinh thần và cùng là thử thách mọi điều kiện, bài bổn toán lý văn hóa mọi mặt trên việc học trình của quý trò. Có sự kiểm duyệt như sau: đón biết việc gì, được chưa, thấy rõ ràng không, hiểu chiều sâu cỡ nào rồi thầy mới dám nhận trò đi vào trường Lỏng Hóa Hội, hay là trong cuộc hành trình được nhàn rỗi chu du, thử thách trò căng dặn khuyến tu, chùi lý trí không mờ lũ tia sáng, nhắc nhở trò để liên đài bậu bạn, thúc hối trò bảo vàng thuyên cơ. Tả cho chú con biết đạo Phật, ma ma Phật bây giờ, rồi thúc hối rồi sang bờ sông biển. Thì bảo chúng con ráng thân tâm tu luyện để đắc đạo trời, để hãnh diện hội Long Hoa. Đạo Phật kia chính của Thích Ca, không phải đạo ma tà nhảy nhót. Thấy đời khổ, đức cậu đi đau xót, tìm đủ lời biểu ngọt đặng khuyên. Bao nhiêu năm xuống chốn trần miền, thân nghèo khổ mấy yên nằm chờ đợi. Đường về Phật còn xa xôi dịu dời, cậu biết nói gì giờ còn chờ đợi chiến đò. Lòng buồn hiu nhắn nhủ hai trò, nghĩa tình đó ráng lo cho tròn. Tình thầy tổ không đợi hòa, cùng món trò ráng giúp đỡ mọi người để hưởng trọn phước ân. Ngồi buồn ta tin quá gần, nhắc người hiền sĩ cơ bần tha phương, ráng cố gắng để chung đường nhất một. Trò hy sinh giường cột sau này, trọn nghĩa tình tá túc phút giây, nghĩa hoa nặng tình sâu dịu vời. Cậu đã biết từ đây sắp tới, mới bảo trò chăm học hỡi đừng phai, chỉ cho tháng luận cánh dài, đạo thầy mở hội hoa khai gần kề. Hào phước kỳ dẫn ơi, cậu quá chán chê, đêm mi dài trăng trối muôn bài gian cơ, biết nói với ai biết đợi ai giờ. Ta cầm cung linh chờ vơ quần xa, biết sự khổ mắt chan hòa ứa lệ, chỉ cho trò bóng xế chiều tàn. Đạo của ma sẽ biến đổi hình tàn, không còn nữa quê quán cửa miền. Đạo của Phật lúc bấy giờ tu luyện, để thành thân để hãnh diễn mấy rồng. Đạo ấy trời lý đạo không không, thầy nhắc cư sĩ đại lòng bình an. Đạo của ma đó, nó biến đổi hình tàn,
yêu chuộng bạc vàng rồng phùng xa xê. Đạo ma ơi đam mê, mê say vật chất chán chê đạo trời. Giờ thanh tịnh, thầy đem lời phân tách, trò nhủ lòng quyết mạch hãng tường. Đừng lầm tà đạo ma vương, thấy trò bạn lính chắc lên cương ngựa hồng. Trò ngoan đạo thầy trong lòng mãn nguyện, trò học thông nhiều chuyện thầy mừng. Thương cho phàm mắc lễ rưng rưng, theo đạo quỷ lễ vui mừng cười cợt. Phàm sắp tới tiêu hôi hao hức, đâu có còn mà bỡn dơn giờ đây. Nếu thương Đức Phật Đức Thầy, trò nên luyện đạo đâu đây cho thành. Phải sinh không có lợi không danh, ngày đêm an tình tâm lành hiện ra. Cố hy sinh đi giữ ánh phổ đà, mắt lệ chan hòa ôi hỡi không sao. Dặn trò khổ sở ngày nào, cũng cùng câm lặng làm sao hằng lòng. Tiếp tay phụ với cậu để độ giống độ dòng, thoát qua bể khổ não nồng gãy gó. Sau này trời đã ban cho mật tình, mà quỷ hát hò kêu gian. Kỳ dân cư sĩ thấy đạo ma xuất hiện rõ ràng, cao danh cao vọng hãng tàn đũa chén. Đạo ma ưa thích ngợi khen, tung hô dạng tới rùm bèn rùm trời. Đạo của Phật đâu có lạ không nơi, hy sinh mà cấm lặng chiều mới lọc lòng. Như vậy mới đáng là đạo giống đạo dòng, bộ sơn thất tự thanh trong diệu hiền. Giờ này thanh tịnh dài khuyên nhắc lòng, hay về bình yên tu hành. Nhớ cố gắng dùm dành đức độ, nhớ từng câu pháp hộ kiên tri. Nhớ ta căn dặn lời vì, giờ này phải ráng kiên trì kỷ cương. Gần rồi đó, muôn đường giảng nẻo, đạo gần hưng quỷ kéo cả bầy. Xúm lại thôi báo quá đức ngài, không yên ổn để ra bài quấn nhất. Điểm thanh tịnh giờ này khe khắc, cầu ngồi buồn thắt ngực gian cơ. Đời ơi sắp tới bây giờ, đạo trời cố gắng nên thơ công dài. Người hiệp sĩ, cậu soạn bổn ra bài, cho trò cố gắng chuyển lai đại từ. Làm sao cho được phước dư, thì là đâu có hoại hư ngày cùng. Hôm nay đức cậu muốn tâm sự cùng với trò, để cân nhắc thêm một phần nữa. Vì nói vậy chứ tất cả chưa có trọn vẹn, và chưa biết được nghĩa nặng tình sâu. Vì là đó cho nên hôm nay thầy mới trích ra cho biết rằng mình phải làm sao tu nghĩa nhân, để đáp hòa cùng nhau, thảo hiền trên hết, để chúng ta mới lập dị được, mới bước tiến vào trường để học. Từ lớp 1 vỡ lòng của mình mà không biết nhân nghĩa làm sao. Vì là đó cho nên chúng sanh bỏ hết tất cả, tưởng rằng mình tu lên làm ông Phật hay là về Niết Bàn được dễ dàng lắm sao. Cho nên thầy thấy cũng bực bội, không muốn nói gì hơn. Còn trò đã thấu hiểu được một ít phần rồi thì thầy đã mừng vô hạn. Nhưng đây là một bài nung chí và an ủi. Và
dịch việc ra cho hiểu biết nhiều hơn, cũng như đó là phụ túc đó. Rồi phải cố gắng. Kệ giảng hoài thì nghe cũng vậy thôi. Ngay bây giờ thầy để triết lý ra cho trò biết thêm một phần nào ở đây. Phải từng tự lại lòng mình. Xong hết việc rồi thì phải ráng, cũng như ngài đã nói ngày xưa đó. Nợ thế ôi tôi rồi nợ thế, đường tu cho vẹn hỡi đường tu. Ngày hôm nay chúng ta nợ thế sẽ đắp, bồi dai dai trả trả cho xong hết, thì đường tu phải cho vẹn, chứ không phải muốn tu gì tu. Đó là ngoài. Còn quý trò đã hiểu được rồi thì giờ phải ráng năng học, phải cực khổ nhiều hơn. Người học đạo đâu có sung sướng. Người học đạo minh minh triết triết, học hành khổ khắc, không biết dường báo. Như vậy không biết được như thế nào. Còn lúc bây giờ tu mà lười, không hiểu gì hết, bị vô minh ăn mất. Mà nguyên nhân nào ta không thể sáng suốt được, ta phải tìm ra. Vì ta bị phân phối, phân tán, chi phối nhiều hoàn cảnh. Nhiều hoàn cảnh, đừng nghĩ sự nhỏ đó mà không tầm về. Từ nhỏ đến lớn, từ lớn đến rộng ra. Cho nên hôm nay chúng ta phải kiểm duyệt từ từ, để rồi tu mới được. Phải quản lý, phải xâm soi, phải hằng phục, phải chinh phục nó, phải giải phóng nó, phải tàn sát nó, phải đem nó ra trước pháp trường để xử lý nó. Vì cái tâm sanh ra mọi điều kiện khốn khổ, vì ta có một chúng sanh quá đông đầy trong lòng mình. Cầu mong tất cả quý vị ráng cố gắng. Hiện bây giờ nguy hiểm lắm, tên ma rất nhạy bén, tinh ma, huyết ma, khí ma đang lan tràn. Một phút giây đừng y lại, phải quỳ xuống, phải chấp nhận, phải sám hối liền, phải hạ mình để rồi học hỏi, để rồi động lòng trời Phật. Đừng bao giờ sự ước lượng và sự ước tính của ta không nên biết rằng sự công đức và công phu của mình dày dạn rồi, nhưng cậu nhắc đừng y lại. Đức Quan Âm Bồ Tát còn thử nhiều nhiều trường hợp lắm đó, và đức thầy còn quay cuồng đảo lộn khi học trò ngoan giỏi chừng nào phải thử nhiều chừng nấy nữa. Thì thầy thì biết rồi, mà sự đau khổ này bài bổn lập ra thì phải làm y như vậy, chứ làm sao thối thoát được. Ráng cố gắng. Người minh triết, đức độ cao xa, ăn nói chuyện tập tất cả bản tánh chân như, vui vẻ mát mẻ thuần thục dịu hiền, nam và nữ vân vân. Sự lọc lược trong lành thoải mái, không nên nghĩ những việc vừa rồi và chưa tới và hiện tại thôi. Ta phải cân nhắc lòng từ một, dù sự không có tội nhận lãnh lấy tội lỗi khi chúng đã giao phó cho mình, và trách oan ức cũng đều đảm nhận được cả. Động lòng trời vì mình có từ bi hiểu thông theo lý Phật thì nơi đó mình được trở về. Không phải miệng nói tu mà sự hành trì không có thì vô ích. Sự làm phước đức đừng nhớ phước đức ấy bỏ trôi qua đi thì đức ấy nó được tồn tại, tồn đời cho mình. Làm phúc phước này để tiêu trừ tội quả nghiệp chướng nhiều đời, chứ không phải là đòi trở lại hưởng đâu. Nếu có dư thừa thì mình sẽ được lai đáo trong lành và tồn động lại kiếp sau. Nhưng xin thưa và tất cả các đấng các ngài bình sinh hỗ trợ cho tất cả học trò trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương, không đòi lại đó đâu, mà muốn tu siêu thoát trong một kỳ này. Không trở xuống nơi chỗ thế gian này để hưởng phước, mà muốn hưởng sự việc tinh tấn nhàn du nơi cửa Phật mãi mãi đó. Thì đây là phụ trích thầy cho trò biết rằng, khi làm phước đó cũng không phải là mong hưởng, mà để xóa đi những nghiệp tội nhiều đời kiếp mà chúng sanh và ví trò đã đạm dai nhiều đời. Ngày hôm nay có cơ đại hội, được đại ân xá và đại hội kỳ này thì trò rất là có một cái sự may mắn vô cùng. Được thấy, được biết, được bản lĩnh, được dạng dày, dũng cảm hiên ngang để làm trên một việc phước lành cao cả và được tu. Bây giờ phải tu phước huệ song tu cả hai để siêu thoát và giải thoát. Nơi cảnh trược bẩn này thầy thấy không có gì tồn tại đâu. Sáng mơ chiều
để trình diện mây mưa gió tạt mà thôi. Hôm nay thấy tất cả thể xác là một chiếc xe, cổ xe đã mòn tàn rồi đó. Bánh xe gần bể nát mà chưa hoàn phục được những gì. Cho nên bần sĩ thấy buồn lắm đó. Ngay bây giờ hay trò và an ủi, gọi được tiếng thầy ơi, làm cho ta nhớ lại ngày nào trong môn phái Bụ Sơn Kỳ Hương cùng môn đệ môn đồ giáo phái được sự thanh lương nhàn nhã, làm cho đứa cậu nhớ lại tiền xưa mà nước mắt chảy chan dầm. Bao nhiêu đó cũng đủ rồi, không phải tiếng gọi ấy mà sáu nguyệt đi hoa hay là tua xua nịnh bợ, một tiếng ấy rất cao cả, một tiếng thấm thoát giang giang động đến đại từ thân phụ. Một tiếng gọi thầy ơi chăm chú trong lòng, nhận của trò ôi hỏi chưa xong, nhận nhiều kiếp nhiều đời lễ chài. Sự đau khổ người đối với thầy nãy ba mái bài, chỉ có quý trò hà hài biết thôi. An ủi ta trong lúc khổ ôi thôi, thân cô lỡ nơi rừng đồi chưa yên lặng. Trò an ủi thầy không phải bằng lời kia phóng tặng, mà đi đôi sự trong trắng nghiệm màu. Và có tình, có nghĩa, có giới, có câu, thầy mới nhận để rồi về tâu thường đế. Đêm thanh tịnh nhớ trò thầy đổ lệ, không biết nói gì giờ để mượn kinh kệ phôi pha. Kỳ dân ơi vô phước hà, thầy đau khổ lệ xa đam chai. Ta xuống thế những gì ta bẻ gầy, sự đau thương hà hãy cứu dân. Nước mắt đây là nước mắt của Phật, của Thần, thương ba tánh hồng trần sợ mất. Thầy xuống đây, xuống năm phương tinh chất, hạ phàm trần biến mất việc ngày xưa. Thương chúng con nước mắt chảy như mưa, còn nhớ được xóm trưa tình sư phụ. Thôi bài bổn đêm nay giờ chấm chú, cậu tặng cho trò ráng hưởng thụ dồi trao. Bài kinh xưa khó dễ cỡ nào, trò năng học để làm sao thành đạt. Thầy đã biết sắp đây mưa đơn gió tạt, nhiều trò nghèo không được thoát được kề. Nghèo đức ân bỏ đạo chán chê, nghèo hiền hậu biết trở về đâu được. Giờ thanh tịnh ta ngồi hiểu trước, mắt lệ dài hảo phước kỳ vân. Hiện giờ đây cậu còn ở nơi trần, còn phiến dân, còn nhu lần dây vô. Đường năng học phải ráng lo tu bộ, trí của mình tâm giác ngộ được thôi. Trong buổi này ráng tỉnh kỳ vấn ơi, hà hộ phước đứng ngồi tâm an là. Cậu đã biết cuộc hồng trần đáng bối bác, khi giải Phật dơi trời rồi đục mắt nơi đâu. Lời lành thức trắng cánh thâu, gợi cùng con đảo hiền hầu ngoan ngoan.
sự gấp lắm, trò phải toan phải liều. Thấy cơ trời lĩnh chiếu nay mai, sống đâu có được nhiều ngày, lợi thầy để lại rứt rai thêm buồn. Mặt tình thế chê ta cuồng ta điếc, tự đi rồi náo nhiệt bó tay. Nhìn được đâu trái đất ra ai cơn đại dỗ ai hoài u ám. Muốn nói trước nhưng thầy đâu có dám, vì quỷ với ma gần hỡi cận kề. Thấy hồng trần sắp phải tay tê, thầy khổ sở nặng nề biến tăng. Bài này để trong buổi đêm về thánh văn, lệ chảy dài trò hiểu đặng hay chưa. Thương trò nước mắt như mưa, làm sao ngăn được sớm trưa bơ trò. Học khổ lắm chúng con rắn lo rắn liều, bài bổn kia do hấn chiếu thiên đình. Thầy thương trò cũng phải nối sự xuôi kinh, đêm thức dậy để nặng tình hoằng pháp. Mong Đức Phật đi trò sau gặp mong Đức cơ ngài, trò được hưởng chung quy, hưởng lợi thầy tổ tu đi sau này, đến chốn giờ thi rõ ràng. Trong buổi bây giờ, cậu biết nói gì hơn, nước mắt dội trào tuôn lạ chà, khóc cho tất cả hồng trần bá tánh sắp phải ly tan. Cho nên sự khổ này không thể nào ngăn được. Còn thương trò, cao cả một niềm tin tưởng, biết được việc thiên cơ, biết Đức Ngài đã hoằng pháp trong một ngày này, chịu phong ba bão táp. Vì lẽ đó thôi, ngay bây giờ trong lời này thì đã dặn dò, nhủ khuyên an ủi, để thúc hối cho tất cả quý vị các bậc thơ sinh đó. Lời này chúng con nên để một mình trong đêm tăm tối nghe lời than thở của thầy, lời than phút cuối, chứ không phải là cho tất cả mọi người, họ không biết gì đâu. Vì ta dành riêng cho hai vị gọi tiếng thầy để an ủi trong phút cuối cùng mà mưa phong bão táp dập dồi, thầy phải hy sinh nguyện độ chúng sanh đó, kỳ dân cùng hà hữu phước. Thầy dành riêng cho hai trò để rồi học tu hoàn chỉnh thêm chút nữa. Bài bổn này đây cậu tăng trò học hành, cố nhớ hỡi âu lo, lọ trao sửa tánh gần đắc đạo. Phải ráng từng đêm đặng thăm dò, học hành chu đáo, phúc đại ân. Ta dặn lời nay xóm chuyên cần, đừng buồn đừng hỏi ai nữa chớ, lòng mình yên tình chớ bâng phân. Lời lẽ ta nay quá vạn dài, gợi trò nắng học cố bài khai. Trường thi gần mở trong phút chốc, thức dậy thâu đêm đặng kiểm bài. Bây giờ thầy xin kệ, kệ nhắc và an ủi kỳ dân hữu phước. Thầy biết đây rồi chinh nghiêng tất cả. Thầy cũng lo sợ quá, vì tên ma nhạy bén quá. Nhiều khi trong bước đường trò đã thẳng thắn quyết liệt để về Phật, thầy cũng phải lo sợ một ít nào, rắn cẩn thận nghi kỳ dân cư sĩ cùng hà hữu phước. Đôi cả vợ chồng hai bên đồng lo cho đạo pháp rạng rỡ tu hành, đồng thành chánh quả.
đêm mà nay nhắc nhớ thầy buồn, bảo cho trò biết khai tuồng ngày mai. Lòng qua rạng rỡ anh tài, sáng đi trò nhé chứ miết mày. Đừng quên cho lời này thầy qua đi lên, dạy trò năng học kề bên giáo lành học tu. Phải hiểu ngọn ngành hiểu thêm chút nữa, chưa bạch rành thi thơ chưa ngồi buồn, biết nói gì giờ lời ta mà phong tặng, chưa nên thơ chốn mơ này hạ quân. Trong phút chưa canh chày, thượng quân sắp tới giờ này hòa trao lời này, thầy để tiếng mau trò nghe rồi ráng làm sao. Chưa về trường từ đây nhiều sự thế lương, kỳ dẫn đạo sĩ kiên cường hành theo, nhắc con phải nhớ nghe theo lời lành chánh nghĩa, ráng gieo dạng dài đêm thanh tịnh nay hoài thổn thức. Nói ra lời đạo nhất thiết tha biết chi mà hỡi phổ đà, biết lời nào nữa chứ quăng xa dạy tròn. Đời sắp đã gây go từng bữa, thôi kịp vẫn đóng cửa lại đi. Từ đây sắp tới hiểm nguy, ráng lo mà chu đáo chưa trong kỳ thanh lương. Nghĩa tình tròn vẹn tiếc xương, ta ngồi đợi trẻ chưa hội trường quá long, ráng lo chút nữa dài công. Đôi lời thầy dặn chưa hiệp trong bốn miền, hôm nay lời lẽ thầy hình như là muốn ngưng lại rồi kìa dân cư sĩ. Không muốn nói thơ nói phú nữa. Thôi được rồi, trong lời lẽ này ít oi quá, không có gì thì trò cũng đừng buồn. Ta muốn nhắc đơn sơ trong một lời văn tự mà thôi. Ngay bây giờ này trong dịp may lắm, vì ngày tháng đã cận kề rồi mà sự đại ân xá của trời đất chỉ có dịp này thôi, bao nhiêu ngàn năm một thở. Trò ráng thanh tịnh, ráng lau chùi thêm, lánh mọi người đi kỳ dân cư sĩ, đừng nên gặp người nhiều nữa, đừng nên lựng bàn gì nữa hết. Ráng thầy phóng quang độ trò một thân một ngựa đó, phải làm sao biệt mày dồi trao mãi từng phút giây. Thầy muốn trò ngồi yên lặng để rồi chùi lau ngọc phúc trong lòng mình, để cho sáng ngời lưu ly khắp cả đó. Ngay bây giờ câu dặn dò này kỳ dân cư sĩ cùng hào hữu phước ráng tiếp tay cùng nhau chuyển dẫn qua, hô hấp từng hơi thở cuối cùng đừng để rời ra. Còn việc bên thầy thì kể như xong, cuộc hành trình này chấm dứt, kể từ đây chúng con yên tịnh nhàn du tu học. Thầy đã mừng lắm rồi đó, không còn muốn ngâm thơ tí nguyệt nữa kỳ dân ơi. Muốn đớ lử dài hơi rồi, khúc ngắn thầy đã trở về. Chúng con phải làm sao bia tạc rạng ngời ánh sáng ấy. Muốn chúng con làm một việc lành tốt đẹp hơn, và từ đây cây đạo đức mùa xuân sắp nở rồi, chúng con trồng cầm rất sâu sắc. Vì lẽ đó phải mong cầu tội hưởng nhân sáng cố gắng, hay vì điều bớt nóng nảy, tạo điều kiện cho nhẹ nhàng cho ở nơi mình. Đừng lo nữa, trời đất đã dụ sổ rồi. Biết kỳ dân cư sĩ đã đại lòng lắm, muốn tất cả chúng sanh tu, tu như mình vậy, hơn mình vậy, để trở về thầy tổ bất cân và không nặng nề nữa. Nhưng không thể được đâu kỳ dân cư sĩ ơi, vì họ
cái duyên mỏng quá, chúng sanh không có cơ hội về được nhiều đâu. Thầy thấy rồi, thì thôi, phải đành, thầy còn đành bó tay thì trò cũng phải cố gắng để ngồi tu đi. Lúc bây giờ thầy đã tạm vắng trò hơi lâu nhé, để lo mày miệt thanh tịnh, để tìm ra một bí quyết sau cùng để độ thế gian này mà trong một cơn khí ngạt tê liệt hết tất cả, ta phải dùng một hơi không khí lành, và ta phải dùng một hơi thở cuối cùng bằng gì để cứu chúng sanh nữa, chứ không còn hơ hà mà kệ giảng đâu kỳ dân. Phải dùng tinh khiết, phải dùng hơi thở, phải dùng tinh khí bên trong của mình để tiếp khí cho họ mới sống được. Vì có khí thiên mới quần thiên được, khí trược quần trược, khí ma quần ma. Cho nên thầy muốn nhắc ở đây để dạy dẫn trò luôn. Lúc bây giờ ba hôm thầy đã có nói chuyện với vị dân cư sĩ, thấy hơi thở rất nhẹ nhàng và trò cũng đang xây sửa và tôn kính bên trong và giữ trật tự an ninh bản lòng của mình đó. Thôi ráng cố gắng đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, đừng hiện tính vừa rồi hay là sắp tới, mà hiện tại trong một phút giây thôi. Nếu phút giây này mà có dịp gì thì ta đã trở về cõi tình. Ráng chu đáo gìn giữ một phút giây sau cùng này, hơi thở nhẹ nhàng thoáng khí. Ta phải làm sao trong ta sẽ có tất cả, đừng bên ngoài được. Thầy đang mòn mỏi rồi, trong cơ đạo tạo dựng ra, đó là bài bổn của trò đó, gần xong rồi. Trò yên tâm tu, trong sự tu mình phải làm cách nào tu cho ngoan, cho giỏi, làm cho bằng được, tu thật thanh tịnh, cho xứng đáng, cho thành chánh quả. Lũ ma quái, trò thấy chưa? Đạo Phật, đạo ma, đạo tà, đạo chánh, thấy rõ ràng rồi. Ma bề bộn xưng hô tán tụng, muốn cúp ngôi chánh quyền Phật Pháp. Ma muốn lè lẹt đủ điều hết, chùa am cột lớn trống phách kèn lao ru ngụ chúng sanh, đam mê gây mê cho mọi người phải tiêu mạng mất hồn. Trò thấy chưa? Còn đạo Phật, đạo Phật giảng chỉ hiền lương chân chính, đem lợi ích cho tất cả mọi người, nhưng không ai hiểu biết hết. Còn bài mưu lập sự chia rẽ cội nguồn, phỉ báng trời Phật, khinh khi tất cả các đấng các ngài, thì điều đó cũng không buồn. Vì người ghét ta, trước mắt ta, làm cho ta đủ điều kiện hết, ta cũng vẫn nghĩ người ân nhân đó kỳ dân cư sĩ. Cũng phải làm sao, cũng phải làm sao cố gắng thấy kẻ thù là một ân nhân, phải làm bằng được bài toán khó. Họ không ưa thích mình, phải cố gắng làm sao cho họ thương mình. Điều đó là điều rất tốt. Đừng để chúng chinh nghiêng một góc trời, thì ta được sang thượng cổ thượng quốc đó. Lời này thầy đã nói, trò phải ráng. Đêm thanh tịnh cậu ngồi rớt lệ, gửi tâm thơ ô bế dạy trò, học phải hành tối thượng âu lo, mặc tình thế có cho gì hả? Con nên nhớ từ bi rộng trả, tha thứ người Phật đã tha ta, khổ đến đâu cũng núp bóng cội đà, ráng quay lại ngôi nhà thương cậu. Công đức cậu đức thầy bối bổ, con nhiều đời nhiều kiếp sẵn rồi, buổi ngôn này tái hiệp đó thôi, cùng thầy cậu để lo rồi cứu đau. Trong muôn hạ này khổ đau húng bầu, trò ráng đi rồi dạo với thầy, sửa đổi mau thức trắng canh chày, đừng phung phí hơi thở này oan uổng. Mặc tình thế đạo ma ham muốn, ta tu hành chiều chuộng bên trong, đò chiều kia cậu lái ngược dòng, sắp tanh bến trò rắn trong rắn đời, phàm tục tử con đừng có sợ. Nếu hết nghiệp rồi thì trở lại cùng thầy, ráng u lo kiểm phúc mới hay, ráng thuận ý đủ đầy phước báo. Phàm tục tử nói chi ta lo đầu,
ta lo tu sao dạo khắp miền, ai giữ hung trò ráng làm hiền, làm hiền nữa để hiệp thuyền về chốn cũ. Đức hạnh đó cũng chưa có đủ, kỳ vẫn ơi phòng thủ gây thêm. Tạo đức ân ngay thằng tâm mềm, cho cao cả mới lên thiềm Phật được đại thừa đó. Ôi thôi mấy lượt cậu dạng phân nước ngược ráng bơi, kể từ đấy không được lả lơi, gình tự tiếng từng lời có phép. Trò thanh tịnh rộng tâm không hẹp, bỏ đi thôi rồi dẹp lòng xưa, tạo đức ân rồi tu hành đại thừa, tha thứ hết sớm trưa ma quấy. Lời bần sĩ nhủ về nguyện giấy, cho trò nghèo vượt hải sông mê, kể từ đây thanh tịnh bồ đề, chưa trọn đạo trò cũng đừng hề buồn tuổi. Hãy còn học thì cứ cố năng lầm lũi, sao được thành trong buổi chứ gì. Còn ở phàm phải lắm lúc cố tri chân, còn dẫm thì buổi thì còn có. Hiểu biết được thì cảnh này trò bỏ, chứ thầy đã cạn phân đây đó nhiều rồi. An ủi trò phút ngắn nữa thôi, nói bằng tiếng bằng lời giải đáp. Thôi được rồi, bây giờ cậu không muốn nói nữa. Đáng lẽ là một quyển một tờ mà thôi, nhưng nói ra rừng nhu biển thánh mà kỳ dân biết. Cho nên trong giờ này cậu xin tâm sự nhắc nhở rằng kể từ đây ráng hiểu mình thêm, ráng an ủi về mình đi, và ráng thương mình nhiều hơn đi kỳ dân cư sĩ. Không phải ráng ngồi, ngồi nằm đi đứng lúc nào cũng được hết, nhưng ráng lánh mọi người để tu. Có tất cả các ngài các đấng yểm trợ và cung cấp tài liệu cho mình. Người hiền đức, người tốt đẹp, người trong lành, người ngay thẳng, người bản lĩnh, thì tất cả có các ngài đều gia trì gia hộ. Bỏ hết tất cả những chuyện nhỏ hẹp, chúng ta còn chuyện rộng lớn bao la. Con rắn thanh tịnh đi sao dùng khí tiết này để độ người bị khí ngạt và bị tê liệt, thì nhờ bàn tay chúng con nơi đó để sờ lên họ. Vì ta đã có nước từ bi, có hạnh bồ đề bồ tát rồi, thì dùng tất cả những tâm lành mát mẻ này để cứu tất cả những đạo sĩ còn thấp kém và bị lửa thiên đốt cháy, hay là bị khí ngạt mà không thể còn tỉnh được đó, chứ không còn cứu bằng kinh kệ nữa đâu kỳ dân. Ráng cố gắng đi, luyện phép màu cho cao cả, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, chân không bước đi đâu xa. Người không tiếp khí người nữa, khí ô uế trực bẩn ấy nó sẽ làm ta phải lạc thần mà quan trí đó. Vì lẽ đó cho nên cầu dặn kỳ dân cùng Hà Hộ Phước sáng cố gắng vì công ăn việc làm của mình một chút, rồi tạo điều kiện thanh tịnh, nằm, ngồi, đi, đứng, tiếp xúc mọi người cẩn thận, chu đáo, mắt ngó ngay sống mùi. Đừng vui vẻ quá không tốt lắm, mà đừng buồn không tốt lắm, vẫn vui cười tươi như hoa vậy. Sớm chờ Phật Chúa, ta phải có tất cả tinh khí thần đầy đủ. Không tiếp xúc với tất cả mọi người không tốt đẹp sẽ bị liên quan liên lụy ở lại và thầy bớt điểm. Phải chịu công khó, phải quằn nặng, phải cố nhớ, phải lưu lại những gì năng học, từng từ trong lòng mình kiểm duyệt từ phút giây, từ sáng tới chiều. Từ một phút một giờ đồng hồ, ta sẽ loại trừ những gì gian ác và những gì sanh nảy trong mình, bỏ hết tất cả bên ngoài để đi vào bên trong mới kết thúc được ngày nay. Một tiếng nổ đầu tiên để khai mạc, thấy chết hết rồi.
Một tiếng nổ thứ hai, tiếng nổ thứ ba thì đã minh quang hết tất cả, thì làm sao còn tồn tại được. Vì lẽ đó cho nên thầy sợ khí ngạc và tiếng nổ ấy sẽ bị nứt ốc, phải bị tan xương, phải bị bay hồn, thì đâu có còn gì nữa đâu. Phải ráng lo tu, phải bị mình như là đã chết rồi vậy. Phải xem mình như một tảng đá rừng, chai lì chịu đựng với xương tiết bốn mùa. Phải cứng cắn như một cây sắt dần cũ kỹ. Hồi đời nào ta phải làm sao dạng bén đó, ta phải lanh lợi để tránh mới khỏi con đường này. Vì lẽ đó cho nên hôm nay đạo cũng phải ngoan đạo, đừng nghĩ gì hết. Sức hút của khí ma tinh ma này nó quá quái gở, thầy sợ quá kỳ dân cùng hữu phước, sợ tất cả những các vị cùng nghe được lời lẽ của thầy nhưng họ chưa được đậm khắc đâu thì sẽ bị xa hết. Còn một sức hút sau cùng này nữa, Phật thử, tiên thử, thần thánh đều phải thử hết, đức cậu đức ngài thử, rồi quỷ ma cũng thử nữa, phàm nhân đều thử hết. Nó thử khác thầy, thử học đạo, nó thử cho chết, cho đói, cho khát, làm tan quan hết tất cả. Như vậy một cơn thử thách này nếu ai còn sống là thần tiên tại thế đó. Cho nên thì sợ quá, không biết tâm sự cùng trời như thế nào, chỉ nói lý văn tự văn xuông như vậy để cho trò thông hiểu thêm một chút. Ráng giữ đức tin, ráng giữ hơi thở, một niệm Phật và thở một hơi, niệm Phật trong hơi thở, vui vẻ trong hơi thở, cười trong hơi thở, còn trong hơi thở, nhẹ nhàng trong hơi thở của mình, gìn giữ hơi thở, quan tâm hơi thở, thì không bị chi phối mà không mất linh hồn. Giữ hơi thở mà ta còn sống, thở, thở mạnh, thở cho dài, sống cùng thở ngắn lại, thở trong xương tỷ của mình, ngồi thanh tịnh dùng hơi thở, thở cho điều hòa không khí, thở cho nhẹ nhàng. Bây giờ phải thực hiện tập hơi thở, vì chúng ta muốn sống phải gìn giữ hơi thở lại.